Thưa ngài Milos Zeman, tổng thống của Hoa Sen, thưa các quý vị đại biểu, trước hết thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi lời chào thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến ngài tổng thống và cộng đồng doanh nghiệp hai nước của Hoa Sen của Việt Nam cùng toàn thể các quý vị đã đến dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Séc ngày hôm nay. Tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Séc và Đại sứ quán Séc tại Hà Nội tổ chức sự kiện quan trọng này. Thưa các quý vị, như các quý vị đã biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới 2016-2020 với kinh tế vĩ mô ổn định hơn, tăng trưởng cao hơn và kiểm soát tốt lạm phát. Năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt mức 2,61%. Kim ngạch thương mại của Việt Nam với các nước năm 2016 đạt mức 360 tỷ đô la Mỹ, tăng bình quân gần 20% trong suốt 20 năm qua và đang dần cán mốc 400 tỷ đô la vào cuối năm nay 2017. Với hơn 22.500 dự án đầu tư trực tiếp của 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đang hoạt động trên tổng số vốn đầu tư đăng ký lên đến gần 300 tỷ đô la, riêng năm 2016 thu hút gần 25 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam hiện đang là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN với hơn 600 triệu dân và GDP 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, ký và triển khai nhiều hiệp định thương mại FTA thế hệ mới song phương và đa phương. Đây là những cơ sở quan trọng để môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng chuyển đổi mạnh mẽ theo các nguyên tắc thị trường và chuẩn mực của quốc tế. Theo đó, Việt Nam có quan hệ thương mại tự do với 55 quốc gia và đối tác, trong đó có 15 thành viên của G20. Và Việt Nam sẽ là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp của các nước thông qua hợp tác, đầu tư, sản xuất tại Việt Nam tiếp cận các thị trường rộng lớn trên toàn cầu. Tôi cũng xin thông báo đến quý vị, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ vừa mới đây và chuyến thăm Nhật Bản đang diễn ra, thì riêng các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, Nhật Bản đã ký các thỏa thuận thương mại với tổng giá trị đầu tư trên 30 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam chủ trương tích cực hội nhập toàn diện của nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong quá trình đó, chúng tôi hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư từ Cộng hòa Séc, sang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Quý vị sẽ có cơ hội tiếp cận với thị trường của hơn 90 triệu người tiêu dùng và xa hơn nữa là tiếp cận các thị trường rộng lớn nhờ sự hình thành các khu vực kinh tế thương mại tự do ASEAN Trung Quốc, ASEAN Nhật Bản, ASEAN Hàn Quốc, v.v. Thưa các quý vị, Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hợp tác truyền thống từ lâu đời. Nền kinh tế của hai nước đang phát triển với nhịp độ cao và cùng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới và khu vực. Điều đó đã tạo cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Năm 2016, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Séc đạt gần 250 triệu đô la. Về đầu tư, đến hết năm 2016, Séc có 36 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với số vốn đăng ký hơn 100 triệu đô la. Đầu tư của Việt Nam sang Séc có 4 dự án với số vốn hơn 5 triệu đô la, tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Kết quả nói trên là rất đáng khích lệ, nhưng tôi phải nói thẳng thắn là còn đang rất thấp so với tiềm năng của nhu cầu của hai nước chúng ta. Dự kiến năm 2018, Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU sẽ chính thức có hiệu lực. Tôi tin tưởng rằng hiệp định mang tính chất lịch sử và có ý nghĩa chiến lược này sẽ mở ra bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu nói chung cũng như với Cộng hòa Séc nói riêng. Quan hệ hợp tác, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước chúng ta vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng được kỳ vọng của chính phủ và nhân dân hai nước của chúng ta. Chính phủ Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Séc trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm hơn nữa đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Séc có thế mạnh như năng lượng, khai khoáng, hạ tầng, kết cấu giao thông, cơ khí chế tạo, công nghiệp môi trường, xử lý nước thải, công nghiệp quốc phòng, trang thiết bị y tế, bệnh viện, dạy nghề và nhiều lĩnh vực khác. Thưa các quý vị, một nhân tố quan trọng sẽ góp phần to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước chúng ta chính là cộng đồng người Việt Nam với hơn 65.000 người hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Với sự quan tâm và hỗ trợ của chính phủ Séc, cộng đồng người Việt Nam đã cư trú ở hết các địa phương trên toàn lãnh thổ và đang ngày càng hội nhập vào xã hội Séc. Chúng tôi mong rằng
cộng đồng người Việt Nam sẽ là tiếp tục là cầu nối vững chắc đưa quan hệ Việt Nam và Séc vươn lên tầm cao mới. Tôi cũng rất vui mừng nhận thấy diễn đàn của chúng ta hôm nay có sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Séc. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của các bạn đến thị trường Việt Nam. Và tôi tin tưởng vào sự phát triển của chúng tôi, các bạn. Và tin tưởng vào sự phát triển của chúng tôi, các bạn hãy là lực lượng đi đầu trong việc triển khai hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai bên. Chúng tôi kỳ vọng ở sự năng động và sáng tạo của các bạn. Một lần nữa, tôi hoan nghênh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp Séc của Đại sứ quán Séc đã phối hợp tổ chức diễn đàn hôm nay. Đây là một hoạt động thiết thực, rất có ý nghĩa để các doanh nghiệp hai nước chúng ta trao đổi thông tin, tìm hiểu về cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng và có nhu cầu hợp tác. Cuối cùng, cho phép tôi được cảm ơn Ngài Tổng thống về sự hiện diện của Ngài tại diễn đàn hôm nay. Tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của cá nhân Ngài Tổng thống, quan hệ hợp tác giữa hai nước của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực thực chất hơn trong thời gian tới. Xin chúc các doanh nghiệp Việt Nam và Séc có nhiều cơ hội tìm hiểu, cơ hội đầu tư, gặt hái được nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới. Xin kính chúc Ngài Tổng thống, các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn.